Cây ACM chính thức cầm mic, cà khịa luôn cả giác trong dự án solo. Cây ACM được biết đến là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ, hoạt động bậc nhất làng Việt. Nếu chỉ xét về tần suất ra mắt các sản phẩm âm nhạc, thật khó có thể để tìm ra một cái tên có thể cạnh tranh trực tiếp với chàng producer trẻ tuổi này. Mới đây nhất, cây ACM tiếp tục khiến người hâm mộ nóng lòng khi tung ra poster cho dự án âm nhạc mới Tình Là Gì Đây Em Ơi. Theo thông tin được tiết lộ trên poster, đây là dự án solo của KICM. Phải chăng anh chàng này đã quyết tâm cầm mic trong lần comeback này? Chưa dừng lại ở đó, dân mạng còn tên ấy phát hiện ra trên poster sản phẩm có một chi tiết gây liên tưởng đến Jack. Cụ thể, không biết do vô tình hay cố ý mà cách bố trí phông chữ tên ca khúc lại xuất hiện vùng Em Gì Ơi. Đây chính là một sản phẩm từng rất thành công của KICM, thời điểm vẫn cơm lành canh ngọt với Jack. Chính điều này đã khiến khá nhiều người đặt ra giả thiết phải chăng KICM đang muốn cà khịa Jack trong chính dự án solo của mình. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây chỉ là một sự ngẫu nhiên, đến cả chính chủ cũng không nhận ra. Thời gian qua, KICM là cái tên gây được khá nhiều sự chú ý với album Ai Mang Cô Đơn Đi. Dù vẫn xuất hiện khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận được sự tâm sắc và sự đầu tư nam producer đổ vào dự án này. Đổi lại, album đã mang về cho KICM doanh số tiêu thụ khá ổn, cũng như có mặt tại đề cử các lễ trao giải cuối năm vừa qua.